Ở Việt Nam chỗ nào cũng thi hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ngồi ở nhà cũng bị cướp. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thi hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ngồi ở nhà cũng bị cướp. ở việt nam chỗ nào cũng thi hình ung hồ đi đâu cũng thấy cướp ngồi ở nhà cũng bị cướp ở việt nam chỗ nào cũng thi hình ung hồ đi đâu cũng thấy cướp ngồi ở nhà cũng bị cướp người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người uh, việt cộng khi mới vô sài gòn thì nó ngu lắm à, nó thấy uh, uh, cái uh, cà phê uống nó coi là cái nồi ngồi trên cái cốc rồi nó nói tụi nó ngu lắm nó nói rằng là cái là à, uh, uh, xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường với nó không hiểu gì cả rồi có người nói nó ngu lắm nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái ông rửa mặt cho nó nó nó, nó 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 nó, 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 úp mặt cho nó rửa vân vân nó nói ngu thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia còn cái quỷ kế cái xảo thuật cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng cộng sản việt nam tôi nói lại cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó không ai bằng cộng sản việt nam cái sự đầu óc gian manh của người cộng sản đừng khinh thường nó đừng có nói nó ngu đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng rồi chậu uống nước vân vân đừng có nói nó ngu nó ngu trong cái chuyện văn minh nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong ông văn minh xảo trá không ai bằng việt cộng tôi rõ không ai bằng việt cộng người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người việt cộng khi mới vô sài gòn thì nó ngu lắm À, nó thấy à, à, cái à, cà phê uống Nó gọi là cái nồi ngồi trên cái cốc rồi nó nói tụi nó ngu lắm nó nói rào là cái là à, à, xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường với nó không hiểu gì cả rồi có người nói nó ngu lắm nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rửa mặt cho nó 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 nó, nó 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 úp mặt cho nó rửa vân vân, vân. nó nói thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia còn cái quỷ kế cái xảo thuật cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng cộng sản việt nam tôi nói lại cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng cộng sản việt nam cái sự đầu óc gian manh của người cộng sản đừng khinh thường nó đừng có nói nó ngu đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng rồi chả uống nước vân vân đừng có nói nó ngu nó ngu trong cái chuyện văn minh nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong rõ giang minh xạo trá. Không ai bằng Việt Cộng, tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người uh, Việt Cộng khi mới vô Sài Gòn thì nó ngu lắm. À, nó thấy uh, uh, cái uh, cà phê uống nó gọi là cái nồi ngồi trên cái cốc. Rồi nó nói tụi nó ngu lắm. Nó nói rào là cái là... À, uh, xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường với pues, nó không hiểu gì cả rồi có người nói nó ngu lắm nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rửa mặt cho nó nó, nó 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 úp mặt cho nó rửa vân vân nó nói ngu thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia còn cái quỷ kế cái xảo thuật cái đỏ ốc lưu manh gian trá đó không ai bằng cộng sản việt nam tôi nói lại cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt á không ai bằng cộng sản việt nam cái sự đầu óc gian manh của người cộng sản đừng khinh thường nó đừng có nói nó ngu đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng rồi chậu uống nước vân vân đừng có nói nó ngu nó ngu trong cái chuyện văn minh nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong cái óc gian manh xảo trá không ai bằng việt cộng tôi rõ không ai bằng việt cộng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Việt Nam ở quốc nội và ở hai ngoại à, sáng nay, ngày Chủ nhật, bữa nay là ngày 22 tháng 10 năm 2023, bây giờ là 1 giờ 4 phút giờ của Washington State. À, tôi xin trả lời câu hỏi của một số sinh viên học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh ở tại quận 5, ở sài gòn đó quý vị thì à, cái nhóm sinh viên này họ hỏi tôi về vấn đề mà à, tổ chức ân xá quốc tế tổ chức ân xá quốc tế đã, đã có những cái vấn đề mà bảo trợ để mà giúp đỡ cho những tù nhân lương tâm còn nhốt ở việt nam mà sau lúc này đó hình như là những tù nhân lương tâm á, mà theo cái thống kê đó vẫn còn hàng trăm người đang ở trong các nhà tù cộng sản Việt Nam. Mà tại sao ở các cộng đồng người Việt ở hải ngoại và các cái cuộc mà vận động để thả tù nhân lương tâm không còn nó, nó 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 nhiệt tâm như cái thời gian mà cả 10 năm 20 năm trước đây à, chúng con là một số coi như là sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở tại quận 5 Sài Gòn đó. Thì tôi đọc cái thơ cho quý vị nghe nha. Thưa Thượng Tọ, chúng con là một nhóm sinh viên đang học tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh ở tại quận 5 Sài Gòn. Chúng con có một cái thắc mắc là tại sao cái tổ chức ân xá quốc tế họ liệt kê là còn phản trên hàng trăm tù nhân lương tâm còn bị giam cầm đại khái là như Cù cụ Huy Hà Vũ nè đã được ra rồi nè Lê Công Định nè nguyễn đăng quế thì đã bị chết rồi nguyễn văn hải là điếu cày cũng đã qua mỹ rồi Ở linh mục nguyễn văn lý thì uh, ngài cũng là tù nhân lương tâm nhưng mà ngài đã đi vào cõi uh, vĩnh hằng rồi rồi phan thanh hải rồi tạ phong tần là cụ đại quý công an cũng đã có mặt từ hoa kỳ à, uh, vi đức hồi uh, hoàng đức định trần hoàng phúc vũ quang thận nguyễn văn điển nguyễn ngọc như quỳnh là mẹ nấm uh, đã được bà uh, vợ của Tổng thống Trung Đệ Nhất Phu Nhân đã trực tiếp can thiệp cho Bộ Ngoại giao Việt Cộng để cho qua rồi Nguyễn Hữu Vinh, rồi Trần Thị Nga là cái người làm trong xứ của cha Nam và Trần Quỳnh Duy Thức hiện giờ đó là ông vẫn còn ở trong nhà tù mà có nhiều lần Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, lãnh sự quán Hoa Kỳ đều được can thiệp cho ông đi nhưng mà ông nhất quyết là ông ở lại trong nước ở tù để mà đấu tranh đòi dân chủ cho dân chúng Việt Nam. Thì bây giờ cái câu hỏi này đại khái là hiện giờ tổ chức ân xá quốc tế nói là còn hàng trăm tù nhân lương tâm. Mà tại sao bây giờ cái cộng đồng người Việt hầu như quay lưng với số tù nhân lương tâm này? Lý do là tại sao vậy? Xin thì khảo trong like có dành chút thời gian trả lời thì bây giờ tôi nói quý vị. Tù nhân lương tâm là cái gì? Hả? Là những người ở trong một cái chế độ độc tài họ lên tiếng vì cái lương tâm của họ họ thấy đồng bào đau khổ họ thấy đồng bào bị mất tự do nhân quyền cho nên họ lên tiếng họ đòi hỏi vì cái lương tâm của họ họ không thể nào quay lưng với dân tộc là những người có chính nghĩa cho nên vì thế cho nên họ mới được cái tổ chức ăn sáng quốc tế và những cái cộng đồng người việt tự do ở hải ngoại vận động dân biểu nghị sĩ vận động đủ thứ để cho họ được sang hoa kỳ thì bây giờ đó trong cái bài nói chuyện này đó thì tôi nói theo cái nhận định của tôi thôi Tôi không áp ý với người nào hết Trong số tù nhân lương tâm Mà có mặt tại Hoa Kỳ Do sự cộng vận đ... động của cộng đồng người Việt hải ngoại Và do những cái sự uh, trực tiếp vận động Như là bà đệ nhất phu nhân của Tổng thống Trump Là trường hợp của bà mẹ nắm đó Bà thấy những, đứa... thấy những đứa con Mà bơ vơ ở Việt Nam Trong khi bà mẹ nắm ở tù cho nên đệ nhất phu nhân thời kỳ tổng thống trung còn ở tòa bạch ốc đã can thiệp trực tiếp với bộ ngoại giao cộng sản để đưa bà đi qua nhưng mà qua đây rồi là quý vị thấy không bà phản bội ngay bà được vào tòa bạch ốc tiếp xúc rồi quý vị thấy cái cộng đồng người việt ở đây có trương quốc quy rồi có trần nhật phong rồi có đủ loại người hết chào đón tại phi trường tay bắt mặt mừng nhưng mà vừa tới đây là bà chùi mép bà phản động liền bả đi ngược lại cái 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 những cái gì mà bà nói ở Việt Nam mà bà phủi ơn mà đối với thì theo thích thông lai tôi là tôi nói rõ bất cứ người ở quốc gia hay người ở cộng sản người ở công giáo hoặc Phật giáo mà cái thứ vô ơn phản phúc là cái thứ đó không bao giờ xài được hết đó. tôi nói rõ cho quý vị nghe cái thứ mà phản phúc là cái thứ đó không có xài được nhưng mà chúng ta phải nhận định bây giờ đó bà mẹ nắm bả là ai à, tức là bảo là ai đã chúng ta bà nguyễn ngọc như quỳnh bả là ai bả là người nghĩa là tù nhân lương tâm thật sự hay là bả là cái người mà do là tình báo của cộng sản cài qua để mà phá hoại kể từ khi kể từ khi mà cái vụ bà mẹ nắm và phản bội á phản bội một cách trơ trẽn một cách phủ phàng đối với đệ nhất phu nhân coi như là vợ của tổng thống trump đó là trực tiếp can thiệp với bộ ngoại giao việt cộng để thả để thả cho bà vì vấn đề nhân đạo rồi qua tới đây chưa có cái như là 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 coi như là chưa chân ước chân ráo gì bà đã phản bội rồi sau này quý vị biết bà đi theo cái nhóm BOA rồi bà biểu tình rồi bà chống đối chống đối tổng thống Trump chống đối bà tổng thống bà để những phu nhân đã cứu bà rồi chống nhóm cộng đồng người Việt bà này là thuộc cái loại là cộng sản nồi cài qua đây chứ không có phải là tù nhân lương tâm và từ đó nó hại cho những tù nhân lương tâm thật sự còn ở việt nam và người ta đã chán ghét cho nên bây giờ tôi nói rõ theo cái nhận định của tôi ở xứ hoa kỳ này tôi có quyền nhận định và tôi có quyền nói lên tư tưởng của tôi và tôi có quyền trả lời những câu hỏi vì tôi đã công báo cái email của tôi trên mạng cách đây một tuần thì bất cứ câu hỏi nào mà tôi thấy nó cần đem ra mổ xẻ để nó có lợi cho công việc chống cộng thì tôi sẽ đem ra. Cho nên á, bây giờ tôi điểm mặt nha. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, ông ta là một bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày đầu của việc Cộng mất chiếm miền Nam thì ông có văn phòng mạch tại Sài Gòn. Ông bác sĩ giỏi, nhưng mà rốt cuộc ông từ bỏ những cái mà coi như hạnh phúc nhất của ông để ông lên tiếng nhân quyền, lên chiến đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam và ổng đã bị giật cộng nó đề, nó cầm, nó giam không biết bao nhiêu lần. Tổ chức ân xá quốc tế bao nhiêu lần đã coi như đã đòi cho ổng. mà rút cuộc rồi đó khi mà ổng bị bức tử chết và đám ma sẽ được đua sát về và chỉ làm một cái đám. Thì đây là chúng ta nên kính trọng, nghiêng mình, tưởng nhớ đến công ơn của tù nhân Lương Tâm là một cụ bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Bác sĩ Viễn Đăng Quế đã mất đi là một thiệt thòi cho cái công việc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản. Thứ hai là một người trẻ Hoàng Đức Bình. Người này đó là sanh trưởng sau năm 75. Người này là một giáo dân công giáo thuộc cái giáo phận của cha Nam. Cái anh Hoàng Đức Bình này đó thì rất là tốt. Đối với tôi cái nhìn rất là tốt. Anh là người công giáo, mặc là dù là người trẻ, nhưng mà anh đấu tranh rất là giỏi và anh là cái người dưới sự coi như hướng dẫn của Linh Mục Nam. Cho nên đây là tôi tin tưởng anh không phải là người Cộng sản cài vào trong để mà phá hoại cái cái công cuộc đấu tranh của chúng ta. Rồi riêng một cái người đàn bà mà quý vị thấy cái hình ảnh là bà Trần Thị Nga cũng là trong giáo xứ của cha Nam. Cái ngày mà cái bọn công an Việt Cộng là lời nó đọc cái lệnh bắt bả đó quý vị thấy cái hình ảnh nó không hiên ngang nhìn thẳng quân thù mà không có cái vẻ gì khiếp sợ nhưng mà có nhiều người cũng hỏi tôi tại sao mà bà Trần Thị Nga anh Dũng hiên ngang khi ở tại Việt Nam đã cùng với cha nam để mà chống đối cái vấn đề Phật Mô sa coi như hủy hoại môi trường hiên ngang khi mà công an đọc lệnh bắt không có vẻ gì run sợ mặc dù là một nữ nhi cái thái độ đó cái hình ảnh của bà mà đứng hiên ngang khi mà công an bắt mà không có run sợ đó, nó là chấn động thế giới tự do. Nhưng mà hiện giờ bà ở Louisiana, tôi biết lúc bà mới qua đó, bà ở Louisiana nhưng mà tới giờ này tại sao mà bà Trần Thị Nga vẫn còn im lặng, không lên tiếng để cho bảo vệ dân tộc Việt Nam không lẽ mấy người này khi mà họ đến được bến bờ tự do rồi, còn ở trong tù nhà tù cộng sản thì họ lại có lương tâm mà khi họ đến Bến bờ tự do rồi Nơi được tự qua nhân quyền Nơi được bảo vệ bởi một cái luật pháp Hoa Kỳ Và cái Cái passport là dân Mỹ Hoặc là thường trú nhân Thì họ lại quay lưng Thì cái vụ bà Trần Thị Nga này tôi Cái nhận định riêng của tôi Là khi bà Trần Thị Nga Mà bà vừa đến Hoa Kỳ Thì cái tên điếu cày cái việc biết nếu cày đó là cái tên mà nó là một cái tên nguyễn văn hải là nó là công an của cộng sản cài qua đó và mẹ nấm cũng là một tên công an của cộng sản cài qua hai người này tìm cách để mà liên lạc với bà trần thị nga nhưng mà khi thấy hai cái tên mà cộng sản nằm dùng trong cái bóng của là tù nhân lương tâm đó đến tìm thì bà trần thị nga bà không có tiếp xúc và bà tránh ngày thì theo cái nhận định của riêng tôi đó cái nhìn của tôi đó là bà Trần Thị Nga bà mới qua và bà bắt đầu bà phải chờ đợi. Bà không có giỏi giả như là ca nhạc sĩ Việt Khang. Tại vì bà mới qua bà chưa biết ai là bạn, ai là thù. Ai là thật sự đấu tranh là tù nhân lương tâm thứ thiệt hay là tù nhân lương tâm do Cộng sản cài qua. Cho nên cái vụ mà bà Trần Thị Nga thì tạm thời tôi không nói bà là tù nhân lương tâm thiệt hay là tù nhân lương tâm giả. Nhưng mà nhìn cái thái độ bất khuất, hiên ngang của một người nữ nhi, một cái giáo dân của giáo sứ cha nam, thì tôi không nghĩ bà là thuộc cái loại mà phản thần, vô ơn, bạc nghĩa như là cái tên mẹ nắm. Và cái tên điếu cày là nó là công an rồi thì không có kể rồi. Nó qua đây để phá hoại cộng đồng, chứ không có phải qua đây để mà bảo vệ cho cái tự do dân chủ để nói cho đồng bào Việt Nam. Cho nên cái cô Trần Thị Nga đó thì tôi tạm thời tôi chưa có nói là tốt hay xấu. Tù nhân lương tâm thiệt hay giả để chờ thời gian trả lời. Rồi á, quý vị thấy Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy á, thì có cách nói chuyện rất là bình dân. Nhưng mà quý vị nhìn, Trương Quốc Huy á, thì một người trẻ, đã chiến đấu và ở tù và được qua đây theo cái diện tù nhân lương tâm. Nhưng mà giờ này đó có nhiều người ở Hoa Kỳ không ưa anh ta vì cách nói chuyện và cái gì đó nhưng mà số ít thôi. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc Quy ở tại Việt Nam rất là lớn và tôi hỏi những đệ tử tôi ở Việt Nam thì người ta nghiên cứu và người ta theo dõi những bài nói của Trung Quốc Quy. Vì Trung Quốc Quy đó Trung Quốc Quy là chuyên môn tập trung vào những cái vấn đề nội bộ của Cộng sản, móc lò Cộng sản và để mà đánh phá Cộng sản. Đó là có lợi. Vài ra có những cái mà cách nói chuyện của ảnh hay là cái cách mà lên diễn đàn của ảnh thì mỗi người nó có một cá tính tôi không phê bình cái đó. Nhưng mà qua đây ít ra là Trương Quốc Huy dẫn hàng ngày dẫn lên live stream, lên youtube để mà để mà đánh Cộng sản để mà bảo vệ cho những người Việt Nam tức là chưa quay lưng với dân tộc nha cho nên tôi điếm kỹ rồi đó thì tôi chưa có thấy mặc dù có những cái mà người việt một số người việt ở quốc gia chẳng hạn như là có những cái trường hợp thỉnh thoảng nó có nhiều khi trương quốc quy có những cái quảng cáo cho những cái công ty mà nó làm ăn việt cộng hơn cái này kia cái đó thì chuyện nhỏ nhưng mà tôi đặt vào cái chuyện lớn đó, là có được cái view hàng triệu view mà lại lúc nào cũng có những nguồn tin chính xác để mà đâm vào cái tù cộng sản cho nên đối với tôi đó thì Trương Quốc Quy vẫn là nằm trong những số tù nhân lương tâm mà Cộng sản nó rất là điên đầu. nha Đó là tôi đi nhìn tôi. Mặc dù có một số việc ảnh làm nó cũng chưa trọn vẹn. Nhưng mà nhân vô thập toàn không có ai mà thập toàn hết chỉ trừ có Thánh và Đức Chúa, Đức Phật và Đức Chúa thôi. Còn ngoài ra còn phàm thì có những cái nhưng mà nhìn cái lớn Trương Quốc Quy vẫn có lợi trong cuộc chiến để mà giải thể chế độ cộng sản và người Việt Nam vẫn là nghe tiếng nói của Trung Quốc quy để mà một cái niềm an ủi rồi Việt Khang đó những cái bản nhạc của Việt Khang mà ngày xưa mà tôi còn theo dõi đó lúc mà anh chưa có qua Hoa Kỳ đó thì tôi nghĩ con người này dưới cái trái tim rất là yêu dân tộc cho nên đặt những bản nhạc phải không à, trả lại cho dân phải không Quý vị thấy rồi đó, giờ rồi những cái bản nhạc mà anh là, xin hỏi anh là ai mà đánh tôi chẳng chức nương tay. Những cái bản nhạc của Việt Khang đó là phải là con người yêu nước chứ không phải là con người mà bán nước. Nhưng mà qua đến đây đó, lại là lọt vào cái tay Trúc Hồ. Thì quý vị biết rồi đó, lọt vào cái tay Trúc Hồ thì nó quý vị thấy nó làm cho thân bại danh liệt. Gần mực thì đen, gần đèn thì xấu cho nên nó từ đây mà đi uổng đi cái lý tưởng của trương của của cái việt khang nó quá uổng đi con người đã đạt được những cái dòng nhạc như vậy là phải có cái trái tim yêu nước một cái bầu nhiệt huyết vì dân tộc con người này không thể vô lương tâm được nhưng mà cái người bảo lãnh qua đó để mà lo về vấn đề bảo trợ đầu tiên lại là điếu là là coi như trúc hồ cho nên nó nó uổng đi một con người mà đặt được những bản nhạc. Cái bản nhạc đó thì có tình thương, yêu thương, dân tộc, có trái tim nhiệt quyết của một người trẻ. Nhưng mà bây giờ qua đây rồi cũng đành là coi như là quay lưng và cái lương tâm cũng không còn bùng dậy như những ngày còn ở trong nước. Rồi riêng cái bà Tạ Phong Thần, Tạ Phong Thần này đó, thì đa số cộng đồng người Việt mình á không có mặn mòi với bà này nhưng mà theo tôi thì khi tôi tìm hiểu cái cá nhân tôi đó nha, chứ đừng của ai hết. Bà Tạ Phong Tần này nguồn gốc là một đại quý công an cộng sản, bà người miền Tây. Miền Tây Nam Bộ và cái bà này đó, hả là đại quý công an thì đương nhiên phải vào đảng. Không vào đảng cộng sản thì không thể nào mang cấp bậc đại quý công an. Cho nên, nhưng mà bà đó có cái tài viết văn, bây giờ phải theo kỹ bà viết văn rất là hay, bà viết văn về những cuộc sống miền Tây, à, viết văn kiểu như ông Hồ Biểu Chánh vậy đó. À, như hồi xưa có những cái đại thể như là ngọn cỏ gió đùa đại khái như là bà viết về những cái cuộc sống mộc mạc của dân miền Tây Nam Bộ. Cho nên á, bà thường viết cho những cái tờ báo ở hải ngoại như là báo trẻ nè, báo tiền phong nè, báo Việt Magazine nè. Thì trong thời gian đó bà làm công an rồi bà viết báo và rút cuộc là bà nhận được tiền nhận bút từ những cái tòa soạn gửi về và bắt thao thời gian bà viết báo rồi bà có thời gian internet nó mở rộng ra vào bà vào bà nghiên cứu thì bà thấy bà bị lừa cho nên bà tự động bỏ đảng cộng sản tức là trả thẻ đảng và sau đó, đó khi mà bà trả thẻ đảng rồi đó thì tuổi cộng sản việt nam nó đâu có tha nó mới bắt đầu nó bắt bà bà nó nhốt nó nhốt rồi đó nó không xử nó nói bà là tội cia tội tình báo cho hoa kỳ tội phản động và nó nhốt bả dấu cuộc rồi bả bị tra trấn và bả tuyệt thực mà khi bả tuyệt thực rồi đó thì bà mẹ ruột của bả là ra trước cái đồn công an đó để rồi sao ra cái đồn công an đó để làm cái gì để mà kêu gọi gia đình chúng tôi là gia đình mấy đời theo coi như là cách mạng cộng sản việt nam con tôi là đại quyết công an Bây giờ đó vì cuộc sống nó chỉ viết dân cho các tờ báo ở Hoa Kỳ. Nó chỉ nhận tiền những bút và nó viết không có đánh phá đảng và coi như là là, 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 là chính quyền Việt Nam Cộng sản. Nó viết về những cái cuộc sống bình dị của dân miền Nam. Những loại văn nó là đang một mạc nói về những cuộc sống bình dị, những cái dùng sông nước ở đồng bằng Cửu Long. Rồi nó nhận tiền những bút của báo trẻ, của báo Tiền Phong, báo Việt Magazine thì tiền đó là tiền nhận bút. Ha. Trong khi đó là chụp mũ nó là công an giấu cuộc rồi bà tự thiêu bà chết. Mà khi bà tự thiêu bà chết rồi đó thì nhìn vào cái lối văn của bà Tạ Phong Tần thì tôi biểu bảo đảm rằng bà đã từ bỏ đảng Cộng sản rồi mà khi mà Hoa Kỳ bảo lãnh cho bà qua thì người ta bà khi mà trong cái hồ sơ mà khai đó là bà khai là bà là đảng viên Cộng sản. Bà khai thật với Hoa Kỳ. Bà đã từ bỏ đảng sau khi bà thấy rằng cái sai trái của đảng cộng sản và cái tàn ác và bà là cái người giết dân đơn thuần và rốt cuộc là hoa kỳ đã nhận cho bà vào hoa kỳ theo cái diện tù nhân lương tâm thành đối với thầy thì hiện giờ đó bà tạo phong tần đó bị lời đọc mình có cái là mình rất là nghi ngờ những cái tên đảng như cộng sản nhưng mà đối với thầy đó thì bà mẹ đã tự thiêu chết vì mình thì tôi nghĩ không thể nào mà Tạ phong tần lại quên đi người mẹ mà Tạ phong tần thì còn khá hơn mẹ nắm rất là nhiều đó quý vị khá hơn mẹ nắm còn trăm ngàn lần. Đó là tôi nói cho quý vị nghe. Còn điếu cài Nguyễn Văn Hải thì khỏi nói rồi. Cái thằng này đó là nó là coi như là là nó đi theo cái địch giận của Cộng sản nó qua để phá hoại cho nó. Đầu tiên nó qua là quý vị thấy không? Cái phái đoàn mình ra đón là nó từ chối ngọn cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thì thằng này còn cái gì nữa để nói quý vị. Thấy không? Nó viết bài, nó đổi lung tung hết là nó đẹp viết bài nó đánh phá cộng đồng nhưng mà rút cuộc rồi đó là chỗ nào cũng bị người ta biết nó hết nó bể rồi thằng điếu cài này nó không còn giá trị gì nữa nha thằng nói, những lúc mà tôi rất là đau lòng khi tôi thấy trương quốc quy à, tôi thấy là trần nhật phong hay là tôi thấy những cái phái đoàn đó mà của người việt mình nó mà lại đi ra để mà đi đón với cái thằng đi chung với thằng điếu cày đi đi đón tù nhân lương tâm cái đó là cái quý vị nên tránh vì nó là những cái tên cộng sản mình đó, đừng có đứng gần cái bãi cứt đó nó thúi lây luôn đó tôi nói như vậy đó à. rồi quý vị thấy cái nhục nhã của cái cộng đồng mình không khi mà qua mình đón cái cái bà và mẹ nắm đó tay bắt mặt mừng rồi tiễn đưa rồi chào đón vòng qua đồ rồi chúc mừng à, à, gia đình chị mẹ con chị được đến bến bờ tự do rồi cái bà tổng thống Trump mời vào tàu bạch ốc chưa có má ráo mực nữa không? À, giấy tờ chưa ráo mực nữa thì đã quay lưng với những người ân của mình bả không phải là do cộng đồng mình dẫn động mà đệ nhất phu nhân hoa kỳ vợ ta ông trung đó thấy tình cảnh đó là dẫn động đi thẳng luôn cái loại mà cái loại này là cái loại phản phúc vô ơn thì lấy gì là cái lương tâm nó có cho nên nhìn nó là cộng sản thôi không có gì sai hết qua đây rồi gia nhập cái tổ, tổ chức bom quậy phá cộng đồng ủng hộ cho cái cánh thổ tả dân chủ mà tôi nói cho quý vị nghe mà cái cánh thổ tả dân chủ là cái gì nó là cái hình thức cộng sản trá hình đầu tiên nó đòi cái này nó đòi cái kia nó đòi đủ thứ phải không rồi từ từ nó tiến lên nha quý vị thấy không như là tổng thống Biden là một tổng thống mỹ mà Biden nó là ra lệnh này cấm cái này cấm kia ở xứ hoa kỳ đâu có cấm được không có cấm được à, cấm sản xuất xe hơi chạy xăng hoa kỳ là một kinh tế thị trường mà tự động là bây giờ cấm sản xuất xe tới 2030 là cấm sản xuất xe hơi chạy xăng làm như là xứ cộng sản vậy đó. Rồi dầu là cái thị trường tự do chỗ nào thiếu là coi như là khai mà chỗ nào dư là ngưng lại. Rồi đóng hết các cái mỏ dầu. Bây gì thấy không? Tên Biden này mà khi mà cuộc chiến xảy ra nó là sẽ bị ra tòa án đó, tại sao tôi dám nói? Tại vì Joe Biden này đó cái cái thời ông Trump đó là ông khai thác dầu đá, ông bơm đầy với tất cả những cái mỏ dầu hầm chứa có thể trong 10 năm dân Mỹ xài không hết dầu khi có xảy ra cuộc chiến. Dù là đánh với khối Trung Đông, nhưng mà bây giờ cái dầu dự trữ của Hoa Kỳ Biden lấy ra xài hết chỉ còn xài có một năm khi xảy ra chiến tranh đó là Hoa Kỳ bó tay thua trận luôn đó. Là lúc đó là Biden sẽ bị đem ra để mà xử theo tòa án của của Hoa Kỳ đó. Dầu dự trữ mà đem ra xài hết rồi. Quý vị thấy không? Cái chuyện mà hả mà xe điện có lợi là người ta tự động mua xe điện. Mà xe xăng có lợi là người ta tự mua xe xăng làm gì mà như cộng sản. Cho nên cái dân chủ trá hình là chỗ đó dân chủ cực tả là như vậy đó quý vị. Thấy không? À, đó. Nói cho vị nghĩ coi. Hồi nãy là tôi đang nói tới thằng điếu cày rồi thằng đó thì khỏi nói rằng nó là cộng sản coi như là coi như là cộng sản nồi luôn đó, khỏi có nói. Rồi bà Nguyễn Ngọc Như Bình là cũng là cộng sản mà vừa là cộng sản có hai lỗi có lỗi nó còn biết chút đỉnh lương tri. Nó không có phản liền như vậy đâu. Cộng sản này là cộng sản coi như là cái loại này nó từ cái cái, cái 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 loại này là tương đương với là cái loại mà có giết cha giết mẹ luôn đó, không có kể được là mẹ nắm đó. vô ơn bạc nghĩa cái loại này đó. Con thú mà nó còn xài được cái loại này không có xài được. Đó, bây giờ thấy không? Rồi bây giờ Trần Quỳnh Di thức tôi đã nói rồi. Anh ta là một cái kỹ sư trẻ thành công tại Việt Nam, Sinh sau năm 75 mà anh ta dứt khoát không đi qua kỳ vì anh ta nói phải ở lại đây để mà chiến đấu thì anh ta khỏi còn cái đặt câu hỏi rồi thiệt hay giả rồi để không nếu mà người khác giả là coi như đại sứ hoa kỳ rồi nói giờ đi tôi ký giấy cho cái bad boy đi không cộng sản có muốn tẩy chai trần quỳnh giới thích đi càng sớm càng tốt nó không giết trần quỳnh giới thích được gì mỗi tuần lễ đại sứ hoa kỳ đều ghé vào thăm thấy không ghé vào thăm nó nhưng mà linh một quyển dân lý thì ngài khỏi nói rồi. Ngài đã đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ. Cộng sản nó đưa bà mẹ nắm qua là nó làm cho những tù nhân lương tâm thứ thiệt. Còn trong tù là hết cả ai dám bảo lãnh nữa rồi. Bây giờ nhắc tới cái vụ mà hằng Trúc Hồ đó. Thì tôi có rất nhiều thương phế binh đệ tử của tôi họ nói. Nghe cái chương trình của Trúc Hồ á là tổ chức những đại nhạc hội cảm ơn anh. Mà sao số tiền đến cho tụi con rất ít cho thầy. Đáng lẽ nghe nói một người là chỉ dụ như được 50 đô mà rút cuộc đến tay tụi con có 50 đô làm sao vậy? Quý vị ơi, Trúc Hồ nó tổ chức rồi đó, rồi nó còn phải trả cho ca sĩ, trả cho MC, trả cho chi phí, trả cho đủ thứ hết. Cho nên nó làm riết rồi đó, người ta đều sợ các cái buổi đại nhạc hội cảm ơn anh. Đúng không quý vị? Vô tình mình thấy rõ ràng, mà cái thằng Trúc Hồ là cái thằng nó lại ủng hộ cái đảng Cộng sản thổ tả. Tức là tụi nó dân chủ cấp tiến đó. Thấy không? Cho nên quý vị nhìn thấy rõ luôn. Dạ. Yeah. Cho nên cái vấn đề mà tù nhân lương tâm này là quý vị cứ nhìn rõ đi. À. cái chữ lương tâm là cái gì? Con người phải có cái lương tâm. Mà cái mà dông ơn bội nghĩa là cái loại đất đó, đó thuộc gọi là tù nhân lương tâm. Mà gọi là tù nhân phản trắc. Ăn cháo đá bát. Cho nên á, cái vấn đề mà địch dẫn của Cộng sản rất là nguy hiểm. Cho nên cái vấn đề tù nhân lương tâm này đó quý vị thấy rất nhiều tù nhân lương tâm vẫn còn bị nhốt trong các nhà tù Cộng sản. Phải không? À, ở đây đó, tôi chỉ nói rồi, có những tù nhân lương tâm mà quý vị thấy nó chuyển từ từ như thế này. Đầu tiên là lên án Cộng sản. Nhưng mà lần lần nó đi theo cái nghị quyết của 36 là Chống cái ác chứ không chống Cộng sản là thấy nó chuyển rồi nó đổi màu từ từ đó không người ta lầm lẫn lắm nhất là chống cái ác thôi chứ không chống cộng sản tôi không để ý nó nhận diện ra liền à nhận diện thứ thiệt thứ giả hay là cái lộn lội nó đã bắt đầu nó ló mồi ra rồi đó à. cộng sản là ác rồi chứ làm sao mà cộng sản hả đã là cộng sản là phải ác rồi không ác là không là cộng sản thấy không mà nói là chống cái ác chứ không chống cộng sản thấy không cho nên á tôi đó là tôi nói thẳng theo cái cái gì mà cái cái nhận thức của tôi là cái chiến dịch mà tù liên lương tâm này đó nó đã bể hết rồi là từ khi mà đón cái tên mà vô ơn bạc nghĩa cái tên mẹ nắm là cái tên đó qua là nó phá hoại hết tất cả những người mà còn ở trong tù tù nhân lương tâm mà thật sự đó giờ cay đắng phải không rồi cái vụ mà coi như là trúc hồ đó đại nhân hội cảm ơn anh đó tôi thì thôi biết đó là một số người trong hội hải quân đó, của thầy tệ hỷ đó, họ cũng làm cái chuyện đó họ lấy số quân họ lấy đơn vị khai cái bản coi như là uh, tướng mạo quân vụ mình là đơn vị nào số quân nào cấp chỉ huy có giấy tờ rồi cái nhóm của hải quân bạch đằng đó họ tự động họ vận động trong họ rồi họ đem về họ đưa trận tay luôn hả tôi hỏi quý vị còn mà bây giờ đó có nhiều người hỏi tôi Tại sao thầy không có cứu Việt Nam Cộng hòa, thương phái binh tôi nó làm cái gì? Nhìn thấy đi. Tại vì đó những cái hành động mà mượn cái xương máu của những cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa để rồi đó, coi như là ăn trên xương máu của người ta đó là tôi không tránh cái đó tôi tối kỵ luôn. Nha, tôi tối kỵ cái vấn đề đó. Cho nên á, thương thì thương thương phái binh Việt Nam Cộng hòa, nhưng mà không thể nào mà cứu được vì nó là như vậy đó quý vị. Cho nên á, ngày hôm qua, có vài cái comment ở trên mạng á, họ nói tôi tu sao làm chính trị, sai rồi. Tu không phải là vô cảm. Tu không phải là hợp tác với cái ác mà Đức Phật dạy đầu tiên là chư ác, không có hợp tác mà cái gì thiện phải làm. Tu không phải lai quay lưng với dân tộc. Phải không? Bây giờ quý vị nghĩ coi, quý vị chê người Việt Nam hèn nhát. Chê người Việt Nam, nhiều YouTuber tại Mỹ này mạt sát. Việt Nam đáng chết đó, chạy bà nó đi. Hả? Nhưng mà họ ở trong cái họng súng của Cộng sản. Họ không có một cái được bảo vệ bằng cái passport của Hoa Kỳ. Cái passport của, Úc, cái passport của Úc. Cái passport của Âu Châu. Họ không được cái tòa lãnh sự của cái, cái nước sở tại đó bảo vệ. Trong khi đó quý vị ở Hoa Kỳ quý vị có đầy đủ nhân quyền. Bây giờ một người nào bị bắt á, quý vị chỉ cần gọi cho thượng nghị sĩ dân biểu của quý vị tại đơn vị đó nói là chồng tôi giờ này đang bị bắt tại nhà tù là đương nhiên là thượng nghị sĩ dân biểu đó họ sẽ gọi cho cái lãnh sự quán Hoa Kỳ là nó can thiệp và đương nhiên á, người đó sẽ được thả. Mà quý vị vì cái gì mà không dám, nhất là những cái nhà sư quốc gia tôi chưa nói quốc danh họ cũng là được đào tạo từ 75 họ nằm đầy bên này nè. Đâu phải là quốc danh hết đâu. Nhưng mà họ nói đừng có nói về chính trị. À, không được đụng tới Việt Cộng. Và không được nói cái gì mà có được đánh phá tới chính quyền Việt Nam là họ quay lưng lại. Họ quá hèn nhát rồi chứ còn cái gì nữa. Cái lòng từ bi họ đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mà đừng nói độ hết chúng sanh độ dân tộc Việt Nam đi. Mình trả ơn cái dân tộc Việt Nam đi. Nhìn cái người Do Thái mà thấy nhục nhã. Có một cái lá thư nữa để tôi đọc cho quý vị nghe nè. Lá thư này, ngày hôm qua mà khi tôi phót cái vấn đề mà Do Thái lên đó, ở trên cái Facebook của tôi đó, thì một số người trẻ họ nói, thưa thầy, để tôi đọc cái lá thư này lắng lẽ ngày mai, nhưng mà giờ tôi sẵn tôi đọc luôn cho quý vị nghe. Lá thư này của một nhóm sinh viên trẻ tạm không nói trường đại học nào vì bây giờ cộng sản rất đang để ý Thấy những lá thơ mà gửi cho thượng tọ xin tụi con nói là một nhóm sinh viên trẻ sanh trưởng sau ngày mà nước việt nam thống nhất tụi con sau khi thấy những cái bài mà nói về cái dân tộc do thái anh hùng mà thì khéo thế trong lai đã xe trên mạng thì tụi con thấy lâu nay tụi con cứ lầm tưởng dân tộc Việt Nam do bác và đảng nói là coi như là anh hùng nhất thế giới. Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đánh thắng luôn đế quốc Mỹ. Đánh thắng thực dân Pháp. Đánh thắng luôn bọn bành trướng Trung Quốc. Đánh thắng hết. Không có dân tộc nào bằng hết. Nhưng mà bây giờ con nhìn lại con thấy mình thua xa quá. Thì con không hiểu tại sao. Dân tộc Do Thái có 0.2% cái dân số tỷ lệ trên thế giới trên 7-8 tỷ người này họ chỉ là có 10 triệu người trên số mà cả chục tỷ người. Mà tại sao? Mà tại sao? Hả? Mà tại sao coi như là bây giờ đó là toàn bộ đó là coi như là cái người Việt Nam mình đó là cả trăm triệu người ở Việt Nam cả 10 triệu người trên khắp quả địa cầu này là những người dư dân những người nữa là việt kiều việt kiều không phải là việt kiều mỹ mà việt kiều âu châu việt kiều ở phi châu việt kiều ở khắp nơi trên thế giới mà mình không có một giải nobel nào hết thầy hả trước việt nam trước bảy mươi việt nam cộng hòa cũng không có một giải nobel nào vì hồi đó con biết việt nam cộng hòa là cái số mà tiến sĩ cho đến một đầu ngón tay còn bây giờ đó cái số tiến sĩ đó, của bên Cộng hòa xã hội của Việt Nam là mấy chục ngàn chiến sĩ. Mà sao không có một cái giải Nobel nào con thấy nó kỳ lạ quá. Xin thầy cho biết nguyên nhân nào mà người Do Thái họ lại dạy dân họ như thế nào mà họ lại giỏi như vậy. Chỉ số IQ của họ cũng là đứng nhất thế giới. Giải Nobel của họ về khoa học là chiếm 20% tới 30 giải Nobel về kinh tế thì họ chiếm tới 50%. Trong khi dân số họ chỉ có 10 triệu trên tổng số dân thế giới là coi như 10 tỷ người. Như vậy, xin Thầy nói cho biết lý do nào mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại thua dân tộc Do Thái. Trân trọng kính chào một nhóm sinh viên ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói cho rõ luôn. Nói về lịch sử đó thì Việt Nam chúng ta đã lập quốc hơn 4.000 năm rồi. Mà ngày xưa trước năm 75 á, tôi không nói là cái nhận định của các nhà mà nghiên cứu sử học á, thì họ nói là trước năm 75 thì họ thấy dân Việt Nam các nhà sử học thế giới lúc đó đó họ đã nghiên cứu rằng cả về miền băng Việt Nam là nói chung cả miền Bắc và miền Nam thì họ nói rằng dân Việt Nam á, là giống dân tộc Do Thái ở cái chỗ. Dân Việt Nam đó có một ngàn năm nằm dưới tay đô hộ của người Tàu. Một ngàn năm bị người Tàu hỏi đô hộ. Họ đồng hóa từ cái chữ viết là chữ nha, chữ kêu là chữ hán đó, chữ nho mình kêu chữ cho. Họ đồng hóa hết từ cái phong tục cưới sinh, từ cái phong tục coi như là ăn Tết, cũng lấy Tết của người Tàu. Cưới hỏi, rồi vấn đề giáo dục thì lấy cái tứ thư ngũ kinh của người tàu, rồi lấy cái đậu nho, lấy cái đậu khổng, rồi lấy cái đậu lão để mà đưa vào Việt Nam kêu là đậu ông bà. Họ đồng hóa mình như vậy cả ngàn năm tức là họ trực tiếp cai trị và sau đó, đó là nhiều triều đại họ đã coi như là đô hộ chúng ta bằng cách là triều cống nhưng mà loạt lại đó những người bây giờ mà những người mà ở chợ lớn đó, những người việt gốc qua đó hay là người qua gốc việt đó, thì họ đa số họ bị đồng hóa rồi người tàu bị đồng hóa người việt nam đồng hóa người tàu trong khi người tàu không đồng hóa được người việt nam rồi đó lịch sử họ được lại là khi mà quân mông cổ đó nó đưa quân thành các tự hãng nó đánh cả cái âu châu nó đánh cả luôn cả qua trung đông nó đánh hết cả á châu mà qua tới Việt Nam đời nhà Trần thì đó là vua Trần Nhân Tôn một nhà sư của Phật giáo Việt Nam cởi áo bào ra mặt chiến bào và đánh tan quân nguyên thì các nhà sử học của thế giới cái thời trước 75 họ nói là dân tộc Việt Nam rất anh hùng và sau đó nói chung á, là họ nói là giống cái do thái cái chỗ là không có mất gốc mặc dù ở với một cái anh lớn hơn mình cả trăm lần là tàu cộng Lúc đó là Trung Hoa. Mà như vậy đó. Một ngàn năm. Người Tàu Đô Hộ bắt ăn mặc. Bắt tiếng nói ngôn ngữ. Mà người Việt vẫn giữ được ngôn ngữ mình. Và người Việt có một cái thông minh là dùng chữ Hán. Chế ra sửa thành chữ Nôm. Chỉ có người Việt đọc được. Và người Tàu đọc không được. Để bảo tồn văn hóa. Nhưng mà bây giờ đó. Cái đó là tôi nói cái thống kê trước năm 75 nha. Hồi đó họ vẫn ca tụng quân đội Bắc Việt trong cái trận điện biên phủ tôi phải nói chí công mà nó họ nói là quân đội việt nam rất là giỏi đánh tan cho cái quân đội của thực dân pháp bắt diệt rất là giỏi họ ca tụng và họ nói việt nam cộng hòa không có dở là những cái trận như là ở bình long phải không mười mấy sư đoàn việt cộng dây đánh có một cái sư đoàn năm thôi và những cái địa phương quân mà đánh hoài đánh không vô mà lại không mất được luôn rồi đó họ nói về những cái trận đánh ở tống lê chân một cái tiền đồn nhỏ vậy thôi mà đánh cho mấy siêu đoàn để không được. Họ nói là người Việt Nam rất là giỏi. Tức là trước 75 tôi không nói là sau 75. Nhưng mà giờ sau 75 tại sao chúng ta lại tệ vậy? Người Do Thái khi mà họ bị mất nước 2000 năm. Họ lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà họ có cái truyền thống là giữ tiếng nói của họ. Họ vẫn sử dụng ngôn ngữ của họ. Trong khi người Việt chúng ta qua Hoa Kỳ từ những ngày năm 1975 sau ngày 30 tháng 4 thì chúng ta bắt đầu có gia đình thì vẫn đưa con em đến chùa, đến nhà thờ để học tiếng Việt. Sợ mất gốc. Và có một số gia đình đó, thì vì công việc, cuộc sống bận rộn cho nên vẫn để cho con em mình nói tiếng Anh. Thì với cái đà này đó một hai thế hệ nữa là Việt Nam người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ sẽ mất gốc. nha Cho nên đó, người Việt mình đó, thua người do thái không phải là thua về cái thông minh mà thua về cái đoàn kết một người do thái và một người việt nam không ai hơn ai nhưng mà hai người do thái và hai người việt nam là có sự chênh lệch rồi và ba người do thái và ba người việt nam thì nó sự chênh lệch càng nhiều và người việt nam bị cái chia rẽ là tại vì cái thực dân pháp đó quý vị cái thằng tàu nó qua như vậy chứ nó chưa chia việt nam làm bắc kỳ trung kỳ và nam kỳ nhưng mà cái thằng thực dân Pháp á, nó độc lắm, nó chia ra Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Và từ cái đó chúng ta từ kỳ thị lẫn nhau. Tiếng nói người miền Bắc nó nặng hơn, tiếng nói miền Trung nó khác, và miền Nam nó khác. Nhưng mà quý vị thấy ở Hoa Kỳ nó có 50 tiểu bang, giọng nói tới xịt khác. Giọng nói ở bên ở cái vùng mà Florida nó khác, giọng nói New York nó khác. Nhưng mà họ không có kỳ thị tiếng nói mà người Việt mình á là kỳ thị do cái 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 vụ đề, cái thực dân Pháp nó để lại và chúng ta xảy qua một cái thời gian nội chiến, một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây, cho nên chúng ta có những người đó làm tay sai cho giặc, cho nên chúng ta nghi ngờ lẫn nhau rất nhiều. Bây giờ trong cái thực thể HO cũng vậy nữa, mặc dù là cũng mà là hội cụ nhân chính trị đó, nhưng mà chúng ta không tin nhau tại sao? Tại vì tôi biết nơi này chú nga ở trên này nè, chú nga là một sĩ quan Đà Lạt đó, ông là đi biệt động quân đó, ông nói tôi thầy ơi, hồi đó có chương trình HO con nghe tên cái thằng bạn nó có clip nó qua Mỹ con ra con đón nó cái thằng khác thầy cái thằng đó hoàn toàn không phải bạn con tức là cộng sản nó giết cái thằng bạn con rồi nó đưa nó đưa cộng sản vào cho nên bây giờ làm sao thầy con chạy ra con đón thì đón hoài thấy cái thằng khác thằng đó nó quảng hồn nó ra tới nơi là con việt cộng chạy đón nó đi rồi mà nó qua tới nơi rồi thì làm sao không lẽ thưa lại hoa kỳ diễn xét làm sao thì nó là nó cầm cái giấy ra trại phải không bây giờ là tại nó lấy hình thằng này nó biết thằng này chết rồi thằng này chết tại tù rồi thành ra tại chú nga chú nó con đi đón nó tại phi trường mà rốt cuộc nó là cái thằng khác nó là công an nha yeah. như vậy quý vị thấy rõ quý vị ơi cho nên á bây giờ trong cái cộng đồng của mình á vì cái vấn đề đó là nó là dàn thao lẫn lộn cho nên người việt mình á bị cái cuộc chiến nó kéo dài 20 năm nội chiến một trăm năm thực dân Pháp nó chia dùng để trị. Rồi nó tàn phá đất nước chúng ta cho nên người Việt chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng mà thời trước 75 á, thì không có cảnh con giết cha, vợ giết chồng. Không có cảnh mà vô cảm nhiều nữa. Bây giờ cái vô cảm tại Việt Nam nó nhiều lắm nhưng mà tại Hoa Kỳ này không ít đâu quý vị ơi. Hả? Tại Hoa Kỳ này không có vô cảm hả? Bao nhiêu ngàn ngôi chùa. Ai mà lên tiếng nói cho cho dân tộc thì nói là làm chính trị. Sai rồi. Tụng là dùng cái thời lăng nghiêm tại mấy thằng cha này có thằng cha nào tụng lăng nghiêm đâu. Tụng buổi sáng là đền ơn sâu thầy. Tổ là tổ quốc. Vua là vua mà vua vua của chúng ta không phải là Hồ Chí Minh mà chính là Nguyễn Văn Thiệu là Ngô Đình Diễm. Cha là cha mẹ cho nên tứ ân đó mày không quên hết đi. Thấy không? Cho nên á đừng có bao giờ chê dân Việt Nam là vô cảm dân tại Hoa Kỳ này vô cảm số 1 đó. Vừa vô cảm mà vừa vô ơn với Hoa Kỳ nữa hẳn cái vô ơn không phải chúng ta vô ơn với dân tộc mà vô ơn với hoa kỳ nữa chúng ta được không khí tự do chúng ta đầy đủ quyền lợi được hệ thống giáo dục rất là hoàn mỹ con cháu chúng ta được tốt nghiệp ở những trường đại học rất là coi như là giáo dục đệ nhất thế giới nền y khoa đệ nhất thế giới nền an sinh xã hội rất là tốt những cái phi quay chạy rất là rộng rãi những cái cái tất cả môi trường đều đầy đủ nhà ở đều đủ tiêu chuẩn mà chúng ta đều cũng không bao giờ mà nhớ ơn cái cái đất nước hoa kỳ này hết có ít lắm mà hở ra là chửi cho nên á tôi nói cái này mà nếu có người mỹ nào nghe đó thì nói là tôi đại diện cho những cái người đệ tử của tôi hệ thống tôi nếu mà họ vô tình mà họ vô cảm với chính phủ hoa kỳ vì họ quên rằng họ là dân hoa kỳ khi quý vị đi qua đi đâu bị bắt thì quý vị đưa cái quốc tịch hoa kỳ nói tôi là bắt bo mỹ để nhờ hoa kỳ cứu nhưng mà khi đi bầu đi cử hay làm những cái chuyện gì có lợi ích cho cái tổ đất hoa kỳ chúng ta quay lưng không có bao nhiêu người đi đi bầu hết á mà hỏi là chửi cho nên á cái người mà vô ơn là đừng nói về cõi nào hết trọi đấy sống như những cái là người mà vô ơn thì chúng ta đi về cái cõi ác thôi cho nên á Tụi con nhìn kỹ coi Ai cũng chửi Hoa Kỳ hết Cộng sản cũng chửi Tàu Cộng cũng chửi Mà dân chúng nó ồn ồn để mà trốn qua qua, qua Mỹ Để xin cái bay boy qua Mỹ Cho nên nói người vô cảm ở Việt Nam có Thì họ ở trong cái hoàn cảnh đối Phú quý sinh lễ nghĩa Mà bần cùng sinh đạo tạc Ở đây lại là phú quý mà cũng là vô ơn là sao Được bảo vệ đầy đủ Mà không dám tiếng nói cho dân tộc Hả Rồi quý vị thấy nó như vậy làm sao tôi thì tôi thấy rõ rồi nếu mà không có tiếng nói thì cái thông lai này là cộng sản quốc gia nó tràn ngập qua kỳ rồi thằng nào lòi ra tôi đánh thằng đó tại vì tôi biết khi mà tôi chết rồi đó thì đệ tử tôi nó không có đủ cái can đảm để nó làm những chuyện như tôi nó thẳng luôn á cho nên á việt nam mình có chứ có những nhà sư đó, họ đấu tranh dữ lắm mà họ đấu tranh cho kẻ thù như là thích nhất hạnh đó, thích nhất hạnh đó là được du học ở Việt Nam Cộng Hòa, rồi á đi qua đây vận động chỗ này chỗ kia để mà đi đánh Việt Nam Cộng Hòa, nói là Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ thả trái bom giết cả ba trăm ngàn dân Bến Tre mà thời đó dân Bến Tre chưa được bảy 000 người, nói như vậy đó. đó, là phản chiến, đó. rồi như thích trí quang đó, tổng thống Ngô Đình Diệm cho tiền xây chùa Từ Đàm cho xe chùa tùm lum ở ngoài quế thì đi vô đây là để mà đỡ tránh ổng tổ chức để mà biểu tình chống ổng thì quý vị thấy sao cho nên á đối với tôi đó tôi không phải là đuôi là điếc mà tôi là phải có trí huệ cái sự nghiệp của một tỳ kheo là trí huệ mà tiếng nói của tôi là tiếng nói cho những người không thể nói được phải không tôi có được cái tự do tôi là sống ở đây ba mươi mấy năm rồi bốn, tôi, tôi qua đây là ngày trên tám mươi tới giờ tôi sống là nhiều hơn việt nam tôi bảy mấy tuổi mà tôi ở đây bốn mươi năm hơn bốn mươi năm tức là đây là quê hương của tôi nhưng mà uống nước nhớ nguồn ăn trái nhớ kẻ trồng cây ăn cái nào rào cái đó cho nên á đừng có chê người việt nam vô cảm người việt gốc mỹ tại đây cũng vô cảm cái cộng đồng của người việt mình ở đây đó, giỏi lắm nhưng mà giỏi rồi đó thì họ cuộn mình trong cái hạnh phúc. Họ cuộn mình trong bơi và sữa, cuộn mình trong nhà lầu xa hơi. Quên đi những cái bảnh đời đau khổ tại Việt Nam. Mà những người mà nói tiếng như vậy đó, thì họ nói là làm chính trị. Sai rồi. Hả? À, cái giới luật thì kheo không cho làm quan cho đừng nói mà làm chính trị. Hay làm tổng thống. Mà tôi nói cho quý vị nghe. Mà khi mà Hoa Kỳ mà nó trở cái bánh trục nó trở về Việt Nam đó, không có Phật giáo và tôn giáo, công giáo đứng sau lưng nó không thể nào nó làm được vì hai tôn giáo lớn không có cao đài không có hòa hảo không có tin lành không làm được mà bây giờ tất cả những ông thầy quay lưng với dân tộc những ông thầy bây giờ không nói tiếng cho dân tộc mà sợ cộng sản mà yểm trợ cho cái ác thì những ông thầy đó sau này kêu gọi được không có tiếng nói đâu hoa kỳ nó tin không bây giờ mày á mấy chục năm dài mày không có một cái tiếng nói gì cho dân Việt Nam bây giờ mày đòi về làm là quốc sư hả của chế độ dân Nam Cộng hòa hả bởi vậy cái ngày hôm qua có một số phật tử họ gọi tôi hay nói tại sao mà đảng cộng hòa nó 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 rất là còn chia rẽ tôi nó chưa nó bầu một hai lần nữa sẽ ra nhưng mà tôi thí dụ nha chắc chắn là hoa kỳ nó sẽ chuyển trục rồi nó không thể nào nó bỏ việt nam mà lọt vào tay của của tàu cộng được hết Ha. Nó lật Tàu Cộng Mà nó lật dễ dàng á Thì Việt Cộng cũng sụp theo Mà nó lật khó thì nó phải cần Việt Nam hơn Vì ở trong Đông Nam Á không có nước nào Mà có thể đấu lại Tàu Cộng bằng nước Việt Nam hết Mà Tàu Cộng nó không sợ ai Bằng nó sợ dân tộc Việt Nam Đó là cái kinh nghiệm của nó rồi đó Cho nên á Tôi nói cho quý vị nghe Đừng có bao giờ mà nói người Việt Nam thua người Việt Nam tại vì đó được cái giáo dục nó tàn phá rồi thời Việt Nam cộng hòa vậy chứ ít vô cảm hơn còn cái thời này đó là cái nền văn hóa của Việt Nam nó đã xuống mức xa đỏ nghĩa là quý vị thấy những cái cảnh mà dâm ô trong trường học cảnh đánh đập bạo hành trong trường học rồi nó có chuyện rất là thường rồi cái gì một hai mảnh đất dành nhau anh em đâm nhau giết nhau rồi cái gì mà cha mẹ không cho chơi game là về bỏ thuốc độc cho mẹ cái cảnh trước bảy không có con người với nhau bây giờ là kinh khủng quá đi cho nên quý vị ơi tôi nói rõ cho hồi nãy cái trở lại cái vấn đề đó là mình nói chia rẽ bây giờ tôi thí dụ nha hoa kỳ muốn trở về việt nam đó vì cộng sụp rồi đó nó nói bây giờ yêu cầu bầu ra một cái tổ chức của người việt ở hải ngoại mà có đủ uy tín bầu đi ai ông nào lúc đó cũng muốn về làm cha hết á bầu thử coi quý vị bầu thử 3 tháng có ra được cái tổ chức nào không Ai sẽ đứng đầu cái tổ chức này để về để mà 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 điều hành đất nước đây? Tại vì Hoa Kỳ nó có ngân sách đó. Nó viện trợ cho mình đó. Để về tái thiết đất nước một ổ rác tại Việt Nam đó. Nhưng mà bây giờ quý vị bầu nha. Tất cả những cái tổ chức người Việt chống cộng sẽ được bầu để mà đại diện Hoa Kỳ nó mới làm được chứ. Bầu đi bầu thử coi. Quý vị nghĩ coi bầu thử ra được không? Thấy không? À. Rồi đó quý vị thấy đó. Nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Thành cái tiếng nói của tôi là cái tiếng nói một viên gạch không thể làm được cái 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 con đường, một cánh én không làm được mùa xuân. Nhưng mà thà có còn hơn không. Những người Việt Nam giờ họ cứ trong nóng Cái cộng đồng ở Việt Nam ở hải ngoại mà không làm được chuyện này thì đòi hỏi những người ở Việt Nam tiền bạc không có, tài lực không có, nằm dưới họng súng của của cộng sản, đòi hỏi làm được cái gì đây? Trong khi mình ở đây cứ quay lưng Mình vô cảm Người Do Thái họ bỏ hết tài sản Bác sĩ kỹ sư gì bỏ hết Ở đây tôi nói xin lỗi Quý vị bỏ từng làm việc mà Quý vị còn không dám bỏ nữa Đừng có nói là như người Do Thái Mà về đã bỏ là tài sản Và bỏ lên tính mạng để bảo vệ tổ quốc Thấy không Rồi có nhiều người nói thầy ơi Thầy nói vậy sao có nhiều người nó lên nó chửi thầy Thầy không lóc nó lóc làm cái gì vậy? Ở đây là cái sứ tự do cái tư tưởng tôi là yêu nước Họ có quyền là coi như là bán nước Tôi ủng hộ ông Trung Tại vì ông Trung không có cái gì sai Tới giờ này ông Trung là đúng 100% Không cần vận động nữa cũng được bầu Phải không Nhưng mà họ ủng hộ Biden là tại vì cái gì Ví dụ đừng bao giờ mà chửi những người đó Một đó là dư luận viên Hai là cộng sản Ba là những người mà họ chạy theo cánh tả Họ có quyền mà Đây là sứ tự do đừng bao giờ lóc họ Mà mình nhìn họ để mình biết được họ là ai Nhìn đi khi mà để, tôi nói những cái này là tôi nói cho dân tộc. Tôi giờ đứng đầu ở trong cái hệ thống tầm nguyên tại Hoa Kỳ. Cái tài sản của tôi bây giờ đó, tôi không đứng tên. Nhưng mà cái hệ thống này rất là lớn. Tôi đầy đủ vinh qua phú quý rồi tôi làm cái gì vậy? Hả? Với 3, bốn năm cái hệ thống này, hàng ngàn đệ tử tại Hoa Kỳ, tôi đầy đủ sung sướng rồi. Tôi đâu có cần để kiếm thêm cái tiền diễn trợ. Tôi nói thẳng tới giờ này tôi không nhận một đồng của thằng Mỹ nào hết. Tôi nói thẳng luôn. Tiền của đoạn, vợ con của HO Việt Nam Cộng Hòa, tiền những của những người miền Nam Việt Nam ủng hộ đường lối của tôi. Cho nên tôi không có bây giờ mà tôi sợ cái chính quyền Hoa Kỳ. Tôi tự tự lập về tài chánh. Tôi đầy đủ dinh qua phú quý mà tại tôi gì ai tôi nói. Tôi nói cái này là tôi tạo thù đậu quán được lợi gì. Hả? Tôi bây giờ tôi giàu hơn những người dân Nam hơn để là để chờ người dân Nam gỡ qua đây. Tôi chưa từng tổ chức bán cơm gây quỷ chưa từng tổ chức vận động hành hương để mà đi đã đi Ấn Độ đi này đi kia thì tôi cần gì mà tôi phải lấy lòng người Việt Nam tôi cũng chưa có về Việt Nam để mà mở một pháp hội làm gì tôi cần gì lấy lòng người Việt Nam để làm gì vậy? qua cái tình yêu thương dân tộc thôi phải không quý vị hả tôi đoá đủ rồi tôi đâu cần nữa tôi không có xe nhưng bây giờ tôi muốn đi tới đâu có xe điện tử tôi chở tới đó phải không cho nên cần gì nữa vũ hoài cái... còn những cái người mà họ nói tao sao thầy không lóc những người nó lóc chi để đó, để nhìn cái nó để mình biết nó là ai Nếu nó là người Việt Nam mà nó chống thề thông lai Tức là nó là cái người là vô ơn bạc nghĩa, quay lưng với dân tộc Còn nó là người Cộng sản thì đương nhiên nó phải chống Để mình biết thành phần nó đang ở đâu Đừng có bao giờ cầm lên tôi, tại sao không lóc nó, lóc làm cái gì Tôi có một cái lực lượng Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa họ hiểu tôi là ai Thì những thằng đó ló mặt ra là họ biết rồi thì nó chỉ đổi tên đổi họ liên tục à hả nó mỗi lần nó chửi tôi là nó người ta biết nó là ai rồi phải không bây giờ nhìn kỹ coi người việt nam và cơm không đủ ăn không lẽ họ gửi tiền cúng dường tôi hay tôi nịnh họ vậy không có đâu phải không mà bây giờ nếu mà tất cả anh có một vài ông thầy như thông lai nói tôi về hưu liền tôi bảy mấy rồi tới giờ này vẫn chưa có ai hết trân trọng kính chào

Đấy, nhạt đòn chí mạng nhạc nữa. Đầy. Đầy. đấy Nhạt bây giờ Ui trời Đấy bạc bác này giỏi thật ừ. Thôi ừ. Nói này thôi mẹ cái mõm Thế mà âm Bục chặt vào. Mấy vòng nào? Vòng một một nhát thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. lấy đây sao? Chọc. Ơ. Ơ ra không? dao cụ thế. Déo cắt đó, đây, cái cạnh đồng học Đấy được rồi đó, Rồi Giò ba rồi ừ. Chà, cuốn sao Nhưng, nhưng ra đã... Đấy đó, đó Bắt đầu chặt đi Chặt đi trong đấy Nới chảy ra Thấy nó này, cái này hắt ra Thế tiết tới lại chảy vào cong cơ chứ. Gió đánh tiết cành nhỏ. Nằm nằm thôi. hứng nữa vào, không thấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách, nó ra đấy. Ừ, nó dốc, nó dốc, thì, nó ra đó, dốc nó ra, đấy. giờ bắt đầu... Nó còn thỏ